các bác là em thực tế chỉ có tầm 4 cây điền này, 4 cây xanh điền. Thì một cây khủng đang trên đường về, chưa về đến nơi, thì hôm nay có 3 cây ở đây. Thì quay 3 cây này để khoe các bác. Đầu tiên ông này khủng nhất, ông này khủng nhất, đắt tiền nhất. Đang phôi mà, hôm trước mua không đủ tiền mua chậu, thì để lại chậu và nhấp tạm ở đây một tuần rồi, hôm nay chưa trồng thì tí cho sang đây trồng đây, thì cũng chưa đến lúc cắt tỉa nên khoe các bạn cũng khó, thì cũng cố gắng quay vài vén ra để vén ra để cố gắng khoe các bác chứ chưa cắt được. Thứ hai là cái cô cục nhỏ này, cục nhỏ nhỏ này điền quá nhá. Thứ ba là cục này, thứ ba là cục này. Đấy, và cục này. Đấy, cục này rất nhức nhối nha, rất nhức nhối. Vẫn đang nuôi thả. Cũng đang nuôi thả. Tí nữa sẽ làm một cái video những con xanh quê. Vừa rồi vào cũng mạnh mà các bạn. Đấy. Rất rất ngon nha, cũng chưa đến lúc cắt. Không phải to tầm ngón tay này thì mới cắt. Tầm ngón tay. Và nó phải kéo được cái sẹo này thì phải nuôi những cái mầm thở này thì cũng chưa cắt được. Để cắt đi thì phí, cắt đi thì mất công lắm, mất thời gian lắm. Đấy, bây giờ thế mà nhấc cái con to này lên, cái chậu kia xong rồi khoe các bác. Để các bác xem có ok không nhé. Nhấc nó xa nhé. Cây cao tí nữa không sao, để sau phát triển bệ tính tiếp thì để tí là phải các bác cái cây này cắt tỉa sơ qua đi. Chưa cắt được cái gì đó, chưa cắt được cái gì. Thank you.
chưa cắt được các bác, để em lùa lấy camera và trọng này phải làm này chứ. Vừa cắt đi thì các bác để nhìn được, các bác nhìn được thì nó mất mất cái một giai đoạn rất dài phơi của em như này, không chơi được, hơi vội, chơi vội thì cho thùng xốp này. Đây đó nha, đấy chân nó xung quanh nó để như này, xung quanh nó để như này, quanh như này. Đó. Đó. Đang làm cây, một cây nôm na là cái phụ tử, có cái tử đây rồi, cái tử đây rồi, cái tử đây rồi, và nuôi những cái này để nó bo cái sẹo lại, có cái rễ bắt ngang đây và cái những mầm này nó bo cái sẹo gật ngọn lên đây, làm to ngón tay thì cắt tiếp. Đây tay một đã cắt được một lần này, tay một đã cắt giật được mấy nhịp rồi, tay một đây rồi. Đấy, thì dự kiến nó nếu hoàn thiện nó chỉ cao tầm 25-30 phân thôi. Đừng lại thôi. Đấy, rất chùn rụt nha. Đấy, rất là cục u, cục kịch, cục kịch. Gọi là cục kịch. Đấy, cục kịch. Tay em còn bé. So với hình thế của nó. Cục kịch, còn rất là cục kịch. Nào hứa sẽ cắt tỉa khoe các bác chứ bây giờ khoe này khó quá, rất khó. Đấy, đang thả, nuôi thả những mầm thở, nuôi thả những mầm thở vừa bo sẹo vừa tạo u cục lẫn u biếu lẫn để cho cây nó khỏe. Đấy, các bác phía bên này nhá, tiên này đều có chân, chân đệ đều có hết rồi các bác. Đó. 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 Lùn rất là lùn tầm găng tay thì giật ngọn lên thì cao tầm 25-30 phân. Đó. Rất là tiếc là hơi khó nhìn. Đây, em chưa dám cắt, chưa phải chưa dám cắt mà chưa cắt được. Bây giờ cắt được thì cái cây nó chột mất mà nó lâu lắm. Đang nuôi thả. Ừ. Chủ cũ họ cắt được một cái ngọn đây rồi. Họ nối được, cắt được một cái nhịp đây rồi. Cắt được một vài nhịp ở tay thứ nhất đây. Chi thứ nhất đây. Nó tử lại đang nuôi. Đang nuôi bò mà nốt cái sẹo lại. Đấy, rồi giật cái ngọn to lên. Ngón tay thế là ok. Chân bệ thì ổn rồi. Thôi đổi sang con nào. Sushi, con sushi này. Sushi này. Thì cũng đang có hai tay một ngọn này. Hai tay một ngọn, điền này. Con này hoàn thiện chắc tầm 15 phân. 15 phân. 15 phân. Điền. Lúc sáng quay còn từng gì này. Đấy, còn tiếp theo. Con này nó gớm. Con này nó gớm. Con này thì dễ, dễ quay hơn. Đây, chân này các bác nhé. Chân nó dễ ra nuôi thả. Chân quỳ này, chân quỳ này. Đấy, chân này. Hoàn thiện chắc tầm 20 phân. Hai tay một ngọn. Tay một, tay hai một ngọn đây. Đấy. Tất nhiên nó đang nuôi thả. Cái okay này. Tay một thì đã cắt được một phát rồi. Cắt được một nhịp rồi. Nhưng mà có vẻ chưa đúng chỗ lắm. Đấy, nó phải thu ngắn vào trong này tí. Đấy, xong chờ những cái tay thứ cấp này, chi thứ cấp này to ngón tay lại cắt tiếp. Bên này thì còn bé quá, chưa cắt được. Cái ngọn này cũng còn bé quá. Ngọn cũng còn bé quá. Thì đã cắt bớt một cái tay này. Đang hai cái. Một cái để nuôi một cái. Đấy. Và nuôi cái sẹo này đang bo rất nhanh. Sẹo đang bo rất nhanh. Đấy. Chưa được một găng tay. Từ gốc ngọn chưa một găng tay. Đằng này bệ thì sau này không thiếu bệ đây. Đấy. Cái rễ này sau nó bo sẹo rất là nhanh. Đấy, vắt từ đây sang đây rồi, kín sẹo này. Đấy.
điền là nó nhanh ở cái chỗ đấy, điền nó vừa khỏe vừa nhanh. Con này rất hay, con này rất cực kỳ hay luôn. Này bệ bệ tên lên đây, chân này, chân này. Đấy, sumo giống kiểu sumo luôn, trực lùn đó, nó trực lùn. Thì là làm làng cũng được, sau làng cũng được, làng lùn cũng được. Bẻ cái tay này ra, nuôi to bẻ ra. Bên này cũng vậy. Đấy. Đẹp của nó đấy các bạn, điền bẩn bẩn này thôi. Nhìn. Lá điền mùa này sắc sơ chứ. Lá điền đi đâu cũng rào lắm có nắng à. Trồng một bóng dâm thì lá nó lướt lắm, rất là dày, rào. Con này thì được ăn no hơn, xanh nhất con này thì hơi đói, hơi cảm. Bây giờ để đến một số cái cây xanh quê của em làm nốt cái video để quay đó nhé.